rồi đến đây sao cỏ lùng hay lúa tốt rồi cỏ lùng rồi cỏ lùng giới thiệu coi cỏ lùng tên gì ở đâu quanh tuổi làm gì. Quê nhà con là ở gia sĩ Hòa Thuận, gia hạ Xuyên Lộc, thì là huyện Vũng Tàu. Rồi bao nhiêu tuổi làm gì? Nay con 53 tuổi. Buôn bán gì? Rồi con chia sẻ cho mọi người coi được Chúa như thế nào, rất chậm và rất to, nếu như trà đó, nó nói bỏ luôn nói chậm thôi, và nó to lên. Thế nhà cách đây 10 năm, cái năm đó những cái tuổi như chúng con tới 40 tuổi trở lên là nói đến con hai thì rất là ngại, cả những năm trung thực cũng có nhiều trung thực lắm, chẳng hạn như là bây giờ mình lớn tuổi rồi mà mình có con nha, mình phải lo cho con đâu là ăn uống rồi này kia tất cả lắm, con ngại lắm. Mà thứ nhất thứ hai nữa là con đã lớn rồi, năm đó con cũng xong nó đã học chuẩn bị theo trường rồi. Con nhân như vậy hôm năm đó thì con cũng gặp vào trường hợp đó thì con cũng có thai cỡ 5-6 tuần. Thì ông xã con, đứa mặt của con nói trên tuổi đó là món quà mà Chúa ban cho mình đấy. Nó có cái buồn rồi, nhất con ngại con lớn tuổi này, biết đâu nó có buồn nữa rồi. Con ngại lắm. Sau mấy cái đợt đó thì con cũng về thì con nói chuyện với con. Thì con gọi cũng nói là thôi thì hai đứa sang nhà bé thêm, nhà đồng anh em càng vui. Thì con đó còn là động lực cho con. Thế thì cỡ 2-3 tuần sau thì con cảm thấy cái bụng nó to lắm. Tầm sức rồi con. Con sẽ con bảo là chị thôi. Mai hôm nào em đi khám thì từ nhà con tới cả bệnh viện tới 22 cái số chẳng. Thì thật khám họ nói con là con được viêm màng bao, không để ra bé được. Thế là con nếu mà một người mà con chán làm thì con bây giờ con chỉ muốn làm thôi làm, táo thì luôn. Nhưng mà không, ông xã con cũng chẳng lắm, anh nói cho tuổi bình sinh cha. Thì sinh cha thì gần đó cũng có nha, nhưng mà anh không chịu, anh bảo thôi, về đúng cha xứ của mình con xin. Thế là hai vợ chồng con mới đến xin cha xứ, thì là cha Thao Đô, cha Đô, cha Phương á. Thì cha nói là các con cứ theo con xin cho con làm. Thì sáng hôm sau, hai vợ chồng con lại đèo nhau đi. Đi xong đấy thì đấy cũng biết số rồi như thế nào, có một cô giáo ở bên đội năm ấy. Cô ấy bảo con là chứ, cô nhường cho tôi. Tại vì bây giờ nếu mà cố là nếu mà là giáo viên và nếu mà sinh lớp thứ ba làm tuổi thì tôi nghĩ là tôi làm trước đi thì con làm cái gì tức là cho em bé là trước phá thai nhỉ tôi gọi phá thai rồi sau cái con với hai vợ chồng nó ngồi chờ thì ngồi chờ tự nhiên con thấy nó buồn lắm con với sư thanh đang đọc kinh điển cha thì con nhớ là cha không nói dành cho con là nếu chúng con đọc kinh điển cha thì Chúa đã hiểu chúng con muốn gì rồi. Thì con đọc cái điện nha thì con biết tự nhiên nó suy nghĩ trong đầu con một cái câu là họ nói con như vậy là nếu để em bé lại thì sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Con bảo chứ anh ơi không phải đâu, tính mạng của mẹ chứ phải chỉ là một cấp cứu mẹ thôi. Thế là ông sẽ có nhiệt tình để bỏ vào trong hồ sơ bỏ trong giỏ hai vợ chồng đi về. Thì đi về thì từ đó thì tự nhiên con đã bụng con đã dần đỡ dần đỡ dần không đau nữa. Thì tới ngày hôm nay con đã 10 tuổi rồi. Thì con giờ con chỉ xin một câu nói là Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết để cho con được sống. Tức là con hôm nay cũng đi đến đây. Lời con. Alleluia. Sao sao mà sao? Sao sao? Con lấy sao? Lấy sao? Chỉ 5 phút nữa là con có bắt con rồi. Con tên gì? Dạ, mình là Gia Minh, Đông Văn. Gia Minh Văn, cái để nó nói mà, mình nhắc. Rồi, con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 10 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 5. Rồi, con có biết là chỉ 5 phút nữa mà nếu bố mẹ con mà nghe theo lời của ma quỷ nó xúi dục vào trong lòng là giết con thì con chết chắc về không còn sống, con có biết không? Biết không? Sao không? Thưa chị em, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc mà những quyết định quan trọng chỉ cần ma quỷ nó thắng, nó gieo vào đầu của chúng ta một cái tư tưởng là giết đi, bỏ đi. Mà nếu ta không cầu nguyện, nếu ta không tin thác vào Chúa thì những cái tư tưởng ấy, cái cỏ lùng ấy nó gieo vào trong đầu của ta, nó thắng thế là ta sẽ
ra tay làm sự dữ, làm sự ác. Biết bao nhiêu người đã như thế, biết bao nhiêu người đã đan tay giết đứa con của mình, đứa con trong chính nước, vì nhiều cái lý do mà ai cũng cho rằng đó là lý do chính đáng, mà không biết rằng đó là cỏ lùn do ma quỷ nó gieo vào trong đầu của mình đấy, thưa anh chị em. Nào, sao con đã có quyết định lớn lên, có quyết định đi tu không? Có. Con đi tu sẽ làm gì? Con đi tu làm cha hay làm thầy hay làm sư? Làm cha. Có một cặp vợ chồng có đứa con, cũng nói với đứa con ơi, bố cho con ba lựa chọn. Một là con làm cha, hai đi tu làm cha, hai là con làm bác sĩ, ba là con làm thầy giáo. Con lựa chọn đi, làm cha, làm bác sĩ hay làm thầy giáo. Cái thằng bé đó, tôi cũng nói là cái bố năm, bây giờ con cũng cho bố ba lựa chọn. Một là con đi tu, hai con làm cha, ba là con làm thầy, bố chọn đi. Anh Trâm thấy thằng bé trả lời khôn ngoan rồi. Đúng. Tức là chỉ còn có một lựa chọn duy nhất là gì? Là đi tu, là thương Chúa thôi. Mà nó trả lời là con cũng cho bố ba lựa chọn. Bố cho ba lựa chọn là làm cha, đi tu làm cha, rồi làm bác sĩ, làm kỹ sư, ông chọn cái nào? Đâu, con cũng cho bố ba lựa chọn, lớn lên con sẽ làm đi tu, con sẽ làm cha, con sẽ làm thầy, bố được chọn đi làm thầy tu. Thì ta thấy rõ ràng là ngay từ bé mình gieo vào trong con của mình những cái tư tưởng, những cái cỏ tốt, những hạt giống của lòng thương xót, thì nó sẽ được lớn lên, được nuôi dưỡng ở trong một cái mảnh đất tốt, mảnh đất gia đình của mình, mảnh đất cộng đoàn của mình, rồi nhờ đó mà nó sẽ đơm bông kết trái. Mà càng nhiều lúa lớn lên bao nhiêu thì cỏ lùn nó càng bớt bấy nhiêu, thưa anh chị em. Trong chúng ta, tâm hồn chúng ta, đầu óc chúng ta là một mảnh vườn có cỏ lùn, có lúa tốt, có những tư tưởng tích cực, lạc quan. Bên cạnh đó có những tư tưởng bi quan, tiêu cực, yếm thế. Mà con cái của lòng thương xót Chúa, chúng ta tập đi, đi với lòng thương xót Chúa, tập cái sự tín thác đi. Tập được sự tín thác, khi mà có tín thác rồi thì những cái gì là tiêu cực, cái gì là bi quan, cái gì là yếm thế, cái gì là chán đời, cái gì là sợ sệt, cái gì là lo lắng, cái gì là buồn phiền, cái cỏ lùng ấy nó không còn chỗ đứng ở trong mảnh vườn tâm hồn mình. Đến với lòng thương xót của Chúa, ta thấy tràn đầy sự tín thác, tràn đầy niềm bình an, tràn đầy niềm hoan lạc, tràn đầy lòng cẩn trung, và cứ như thế lúa tốt nó lớn lên, lớn lên, lớn lên thì còn lùng còn đâu chỗ nữa. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Hiểu không ạ? Chân tập mỗi ngày soi gương nhìn lại tâm hồn tôi có những cái cỏ lùng nào, nhổ bớt nó đi. Này là bi quan, nhổ đi. Này là yếu thế, bỏ đi. Này là ghen tức, bỏ đi. Này là ghen tị, bỏ đi. Này là gì nữa? Giận hờn, bỏ đi. Bỏ hết những cái cỏ lửa đi. Bỏ đi và nắm nóng đi. Bỏ đi, tiếp xúc đi. Còn lại lúa tốt, mình cứ nhổ hết đi, lúa tốt, và phải vun trồng cái lúa tốt ấy, tập một cái cuộc sống vui tươi, một cuộc sống lạc quan, một cuộc sống yêu đời. Dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Cái tập như vậy đó thưa anh chị em, tập là bạn ân ơi hay cô yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương người, mặc đời ai quên ai hay ta 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 ta, dù đời chỉ bao cay đắng, dù đời bạc trắng như vôi, dù đời cay đắng, dù đời nó bạc như vôi, thì cứ yêu thương đời, cứ yêu thương người, đấy là cái còn đúng hay bất tốt, còn đúng hay bất tốt. Chúng tôi bây giờ mà cũng còn không biết thế nào là cỏ lùn lúa tốt, thì còn ăn thua cái gì nữa. Nãy giờ nói ra là lạ, rồi xong cũng hỏi cỏ lùn lúa tốt, cỏ lúa
Nó là lúa đời luôn chứ. Giờ nha, mỗi người suy nghĩ, mỗi người suy nghĩ cho kỹ, và tặng cho con cái máy nha, nghe 507 cảm động cứ xót Chúa để xin Chúa chúc lành cho con. Này bé, nhớ lên đây làm gì, nói lại, lên lên. Rồi, con cảm ơn hai chị em. Bây giờ nghe, nghe cho rõ, cho kỹ và lựa chọn nhìn lại mảnh vườn tâm hồn mỗi người chúng ta. Khi tôi nói một câu nào đó, anh chị em nói là cỏ lùng hay lúa tốt nha, phải biết rằng cỏ lùng hay lúa tốt. Tôi luôn luôn là buồn phiền chán nản, cỏ lùng để trên tay trái, lúa tốt trên tay phải, rồi chưa, cỏ lùng là tay, cỏ lùng tay phải, tay phải mà ngồi bên trước mặt con rồi bà trái không biết cỏ lùng hay lúa tốt là cái nào. Cỏ lùng là tay, lúa tốt là tay, nhớ nha, nói cái gì thì bật phải chơi cái đó ra nha. Tôi lúc nào cũng buồn phiền, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng thì dơ cái tay lên rồi nói mạnh lên chứ sao mình quên nó mà nghe hát hay quá quên. Trời ơi, tôi đâu có hát thì mà quên, hát thì mà nhớ chứ, thì mà quên hát làm cái gì. Lúc nào tôi cũng lúc nào tôi cũng khen tin với người khác, cỏ lùng hay lúa tốt? Cũng có nhớ gì cả. Lúc nào tôi cũng bắt xa bếp xếp sầm xà sầm xì, lúa tốt hay cỏ lùng? Coi ai mà đưa tay sai rồi, tôi cho đưa tay đứng đọc 50 kinh. Tôi biết nhiều gì người khác, lúa tốt hay cỏ lùng? Tôi luôn luôn cầu nguyện với niềm tin thác, cầu lùng hay lúa tốt? Tôi cầu nguyện và tôi hân hoan tự đắc, tôi là người cầu nguyện số 1, lúa tốt hay cầu lùng? Tôi thấy không? Coi chừng lúa tốt hay cầu lùng nó lẫn lộn. Có vẻ là lúa tốt nhưng mà thực sự là cầu lùng. Có vẻ là lúa tốt là tôi luôn luôn cầu nguyện, nhưng mà lại hoang hoang từ đất thì lại là cỏ lùng. Thế không ạ? Tôi không đi lễ nhà thờ vì tôi phải đi chăm sóc người bệnh ở trên giường bệnh, cỏ lùng hay lúa tốt? À, nghe thì có vẻ là cỏ lùng. Tôi không đi lễ Chủ nhật là cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng. Nhưng đừng vội phán xét, phải nghe cho hết. Tôi không đi lễ là vì tôi phải chăm sóc người bệnh ở nhà thương lại trở thành lúa tốt, cho nên lúa tốt với cỏ lùng nó nhích nhau hơn một tí, khác nhau cái ý thôi, khác nhau cái ý chỉ một tí, khác nhau cái ý thì lúa tốt trở thành cỏ lùng, khác nhau một tí cái ý thì cỏ lùng cũng trở thành lúa tốt. Xin Chúa cho mình có một cái ý ngay lành, ý thiện, ý thánh. Mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina thế này: nếu con làm một việc đạo đức, con làm một việc tốt lành mà không có ý ngay lành thì thà rằng con đừng làm việc đó. Vì con làm một việc lành mà không có ý ngay lành thì con sẽ chuốc lấy án phạt cho chính con. Nghe đó, nếu con làm một việc lành, một việc đạo đức mà không có ý ngay lành thì thà rằng đừng làm. Vì con làm mà không có ý ngay lành, con sẽ chuốc lấy án phạt vào cho con. Lời Chúa nói qua Thánh Nữ Faustina trong nhật ký. Vì vậy mà những người mà đứng ở cửa đền thờ hay đứng trong đền thờ mà hãy chỉ rằng tôi làm được việc này, tôi làm được việc nọ, tôi làm được việc kia, đấy là mình đang là làm một việc không có ý ngay lành. Nhìn thì có vẻ là ngay lành, đi lễ mà, đi thờ mà, đọc kinh mà, lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Mà đi lễ, đi thờ, đi đọc kinh mà dành chỗ, mà cãi cọ, mà tranh hơn tranh thua, tranh giành ảnh hưởng, hát cho phải hay hơn ca đoàn
đông hơn thì nhóm nọ, mặc áo đặc biệt các đoàn này đẹp hơn các đoàn kia, rồi đọc kinh phải to hơn nhóm nọ, thì lứa tốt hay bỏ luôn? Bỏ luôn. Cho nên tôi sinh nhà thờ tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Sinh nhà thờ tốt chứ. Nhưng mà nếu mà tôi sinh nhà thờ để vinh quang cho tôi, để lấy dấu ấn cho tôi, để mọi người khen ngợi tôi, thì cỏ luôn trở thành cỏ luôn trở thành cỏ luôn. Mặc dù bên ngoài có vẻ là lúa tốt, tôi sinh nhà thờ cho Chúa mà, tôi lại giáo dân mà, nhưng mà tôi xây vì để vinh quang tôi, tôi xây để dấu ấn cho tôi, thì cái có vẻ, tôi nói là có vẻ là lúa tốt đấy là trở thành cỏ lùn. Rồi một người chẳng xây được nhà thờ nào cả, cứ lầm lũi làm những công việc lao động vất vả, nhìn bên ngoài là lúa tốt hay cỏ lùn? Cỏ lùn. Nhìn bên ngoài cũng là cỏ lùn. Nhưng thực sự Chúa thì Chúa bảo ta thấy suốt, ta thấu suốt tâm can, vì thấy được cái lòng ngay, thấy được lòng thành, thấy được thiện trí, thấy được thiện ý của người đó. Bên ngoài không thấy gì là vinh quang, không thấy gì là hào nhoáng, nhưng cái thiện ý, cái ý ngay lành ấy, Chúa nói đấy mới thực là lúa tốt. Cho nên lời Chúa nói với thiên lý Phosina, nếu con làm một việc đạo đức mà không có ý ngay lành, thà rằng đừng làm, vì nếu không có chút lấy án phạt vào chính con. Tôi làm một việc gì đó phải hoàn toàn cái ý ngay lành, dù bên ngoài có thành công hay thất bại, trước mặt Thiên Chúa không quan trọng. Trước mặt thế gian họ muốn phán xét thế nào thì phán xét, trước mặt thế gian họ muốn bình phẩm, họ cho rằng đúng, cho rằng sai, cho rằng hay, cho rằng dở, họ khen họ chê, kệ họ. Chúa nói với Thánh Đức Phúc-xin-a, con đừng bất tâm về lời bình phẩm, về lời khen tiếng chê của thế gian, của người ta. Điều quan trọng là có ý ngay lành trong lúc con làm, có ý ngay lành trong trái tim của con, trong sâu thẳm tâm hồn con, lúa tốt nó mọc ở trong đó. Còn bên ngoài cỏ lùn nó muốn gieo gì kệ nó, đừng bận tâm đến cỏ lùn, đừng bận tâm đến cỏ lùn, đừng bận tâm đến lời bình phẩm, lời khen tiếng chê của thế gian. Chỉ bận tâm duy nhất là lúa ở trong tôi đã tốt chưa, đã lớn lên chưa, đã trổ sinh bông trái của lòng thương xót Chúa hay chưa. Amen.